Hi, thì chào mừng các bạn đã trở lại với channel của mình ha. Thì hôm nay mình sẽ trở lại với Warface tiếp. Và mình sẽ chơi một khẩu súng mà cái lúc mà mất acc xong á, cái nhận lại acc á thì GoPlay cho. Mình cho được cái set này. Nó tặng hai súng ngẫu nhiên á. Và mình được hai con này. Nghe có tiếng chân. Chuột keo thế nhỉ? Keo đó coi. Chậm quá. Không đâu ta. Ông đâu? Hết hồn. Hơi vô ăn hên ăn hết sọt hai ông. Trời ơi. Còn bắn súng nhắm mới à. Hơi lay nữa hay hả? Ui. Không bắn mình hả? Đâu, ông đâu rồi? Chết rồi. Biết mà. Ông giỡn với tôi hả? Ông giỡn với tôi hả? Ông giỡn với tôi đâu rồi? Ông đâu rồi? Trời đất ơi, hết đạn. Ông đâu? Tôi không có lên đó đâu. Súng này ngon chứ. Mà được cái nó bị cái nó bắn kiểu rớt á. Nên nhiều thấy mình lúc mình. Mình không có thích cái kiểu rớt này. Ơi. Cái lục thì để dài bữa nào mình nếu mà có thời gian rảnh á, mình sẽ làm về cái lục nữa. Được tặng cái engineer này mình thích, nhưng mà cái lục thì mình không thích lắm, tại vì mình có rồi. Mình có bản thường rồi đó. Ê. Là gì ấn với tôi hả? Rồi. Phòng ít người thế. Hey. Hai đường đó. Mét. Rồi. Trời ơi, không chết luôn. Trái nữa nào. Chết đi. Trời ơi. À, ông chết trước rồi. Trời lay hồi sinh nữa. Giờ còn chơi cái trò.
đáng lẽ mình nên mang 4 trái bơm thôi. À, mình thấy ổng giật mình chứ, ổng đeo nó làm gì. Đâu 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 ông đâu à, mình nghe tiếng ổng ngoài đây vậy ta. Ôi, ông Vũ này. Trời đất ơi. Đợi đó, tí ông chết với tôi. Ơ, lấy. Nó vòng ra không kịp. Ông chết với tôi. Tôi nói mà. Đâu? Đây đây đây. Đây đây đây. Ủa? Ấy ơi, cút đem chạy chạy trốn ông kia gặp ông này. Trời. Còn kem đó không? Yeah. Mày mà vẫn tốt. Biết mà. Canh hở tí móc. Trời ơi. À, bắn xuyên vô cái góc. Bikini. Có đứa. Ông ơi là ông. Sợ xui không? Còn ai kem đó không? Kem thì chết rồi. Người ơi, bắn không lại mấy ông mét này. Ê này nhá. Mấy ông chơi kiểu buồn cười thiệt luôn á. Chết 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 chết. Không chết được. Trời. Cấp gì thôi. Wow. Bắt đầu rồi đó nha. May mà tôi vô trước ấy chứ.
Trời nó đông chưa kìa. Phòng full rồi. Ôi trời. Cạn lời luôn. Chết đi chết đi. Thôi vậy được rồi. Ông biết ha, qua này bắn mét ghê quá. Không vô ông nã như vị thần nhé. Tại mình lâu lâu mình mới vô mình chơi à, chứ nhiều lúc bắn không có được hay. Ông Vũ, ông Tài Trùm Linh thì mình biết rồi. Trên group hay thấy. Biết của anh Yuri bắn hay. Giờ ra ngoài không chờ nữa. Mấy cái súng này luôn. Đây, đó là cái set của mình đây nè. Đây, súng Atlas. Mình được 2 cây. Cây này khá là ngon ha. Còn cái lục nữa. Cái lục thì mình nói mình không thích tại bởi mình có 1 cây rồi. Nè, mình có hẳn 1 cây ở đây luôn rồi. À thôi, nó tặng mình. Tặng thì lấy thôi. Không đòi hỏi. Ok, thì mình thấy cảm nhận cái súng này cũng khá ngon nha. Nhưng mà giờ thì nó cho thuê dòng cửa ý cho quay bằng tiền in game rồi đấy. Nên bạn nào thích thì có thể quay nó. Bắn khá là ngon. Tốt. Cả thôi thì clip của mình tới đây nha. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem clip của mình nha. Nhớ like cũng như subscribe để ủng hộ channel của mình nha. Cảm ơn tất cả các bạn. Bye bye.